Sáng nay tại trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương đã diễn ra cuộc họp trưởng đoàn và bốc thăm xếp lịch các nội dung thi đấu của Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực 1 lần thứ 10 năm 2024. Ban tổ chức và trưởng đoàn của 13 đơn vị tham gia đã thống nhất các nội dung về lịch thi đấu, thời gian thi đấu, các vấn đề chuyên môn, hoàn thiện quá trình đăng ký thi đấu đối với các vận động viên tham dự hội khỏe, các vấn đề về quản lý, chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho vận động viên và an toàn trong thời gian tham gia hội khỏe, đảm bảo cho lễ khai mạc và các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, đạt yêu cầu về chất lượng chuyên môn, công bằng, xác định thành tích chính xác. Ngay sau cuộc họp trưởng đoàn, bộ phận chuyên môn và các đoàn đã tổ chức bốc thăm sắp xếp lịch thi đấu các nội dung.